Đông quá rồi. Dạ, anh Chí mới xin vô shop shop mới hả anh Chí? Chép cút, chép cút. Master Chép. À, Master Chép. Ai chép giá tiền? Ở bên gì đó? Campuchia. À. Tướng, tướng này cần khét nè, chúng ta. Thử miếng nè. Cắt thử miếng thử đi, chứ để em coi ăn những chi mà bự quá. Bự quá. Trực tết rồi mấy người này coi chừng sống là bà chủ á. Trời ơi, mình ta ướp gì đâu, mình nướng gì đó thôi, mình đâu có đụng chạm gì đâu, nướng nó ngon rồi á, mất chơi chín nó hết rồi, từ nó mới chín. Bán ngày gầm với ngày ấy thôi. Đúng rồi. À, ngày gầm với mùng 1 ngày. Mắm con trai hết nha cô. Hai ngày có 2 ngày thôi. Mỡ hả? Rồi làm cho một miếng nạc không không mỡ không ăn ngay. Chú bán đồ kìa. Chú bán đồ kìa chị. Thử coi ngon à, ăn được cảm nhận coi. Mềm ngon không? Vừa ăn không bị khô. Không có chú chứ miếng chở liên tục mà đây nè. Rồi ok bye. Cái này mua nó bán là 65 đồng một ký. Một trái này như vậy là khoảng 130 ngàn một ký, 130 ngàn một trái. Hơn. Mà không biết đó là nha. Bây giờ để mở ra thử nha. Đây, mở ra rất là dễ. Trời ơi, dễ. Đằng sau này nó đã có cái vết của nó rồi nè. Giờ mình nảy ra. Đấy. Rồi, mình theo cái vết này nè. Theo cái vết này nè. Mình nảy nó ra. Ngon. Đấy. Đấy. Ngủ nó đã chưa? Cái nó ngon á. Ngon. Đây. Đấy. Trời ơi. Đó. Đó một trái. Một trái 130 ngàn được 3 muối này nè. Hai muối lấy nhỏ nhỏ. Rồi tiếp tục. Đấy. Để coi trái thứ hai thì khá như nha. Mình tính nếu mà xem ra được có 3 muối, 3 muối và một muối nhỏ xíu à. Mấy hơn 130 chứ, hơn 2 ký á. Đó, mình theo cái vết này nè, đấy. Bắt đầu mình nại nó ra.
xài. Đây. Đây cũng vậy. Đấy. Này thì có mấy này nhiều muối hơn nè. Đây để coi được bao nhiêu muối nha. Nhiều muối hơn nè. Hết. Đó. Hết à? Hết rồi. Để thử coi này cầu gấp đôi cái này ha. Để thử coi như thế nào nha. Ủa mẹ ù á, cái bự chả bá lửa luôn mà nó cầm vô nó sọc sọc.